Biết ơn là ghi nhớ và trân trọng những gì người khác làm cho bạn, là thể hiện lòng biết ơn đối với thành quả của thế hệ đi trước đã để lại. Cơ đốc nhân bày tỏ lòng biết ơn là sự tôn kính đối với đấng tạo hóa. Lòng biết ơn cần được xây dựng để nó trở thành phẩm chất và thái độ sống của bạn. Người có lòng biết ơn luôn cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, dẫu có thành công hay thất bại, cũng nhìn thấy cách mà Chúa đã từng giúp đỡ họ. Lòng biết ơn liên kết chặt chẽ với hạnh phúc, giúp người ta có cảm xúc tích cực, cảm nhận được những trải nghiệm tốt đẹp để cải thiện sức khỏe. Hãy biến những ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa và dâng vinh quang lên Chúa bằng lời tạ ơn. Sự vô ơn mang trên mình lăng kính của sự oán hận, ích kỷ, tiêu cực, thích than vãn, trách móc hay đổ lỗi và thô lỗ với người khác. Chính bạn là người sẽ quyết định thái độ biết ơn hay vô ơn. Sự lựa chọn nằm ở chính bạn. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jesus.